chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến với những chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam thuộc lớp chúng tôi bác là tượng trưng của cả dân tộc còn đại tướng võ nguyên giáp là biểu hiện sức mạnh của quân đội ta của bộ đội cụ hồ ai xúc phạm bác là xúc phạm cả dân tộc ai hạ thấp vai trò của đại tướng là làm suy yếu sức mạnh của bộ đội cụ hồ nếu là người yêu nước thì nhất định không cho phép điều đó xảy ra chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết ngày 7 tháng 5 nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1964, quê tôi vùng B Đại Lộc được giải phóng. Cách mạng tiếp tục duy trì các lớp học cho các học sinh được đến trường. Tôi tiếp tục học lớp 4 và sau đó sang học cấp 2 từ lớp 5 đến lớp 7 từ 1965 đến 1967. Suốt những năm học, tôi được các thầy nói về các lãnh tụ, lãnh đạo cách mạng, đứng đầu là bác Hồ, các bác Lê Dưỡng, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và đặc biệt bác Giáp là người được bác Hồ ủy quyền công bố quyết định thành lập đội Việt Nam chuyên truyền giải phóng quân, đội quân tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Ở miền Nam gọi là quân giải phóng miền Nam Việt Nam và là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam người từng trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thế nhưng, lớp 7 của chúng tôi khi đó đã không thể học hết khóa vì trường không thể tồn tại khi mà bom đạn và sự càng quét của quân đội Mỹ và Ngụy ngày càng nhiều và rất ác liệt buộc phải giải tán. Cùng lúc này, ba và mẹ của tôi đã hy sinh, tôi xung phong thoát ly lên bang tài mậu, quảng đà và sau mậu thân Tôi nhập ngũ vào quân giải phóng trực tiếp cầm súng đánh Mỹ, đơn vị tôi là tiểu đoàn 91 Lam Sơn trực thuộc mặt trận 4 Quảng Đà. Có thể nói khi tôi vào bộ đội đúng vào thời điểm chiến trường Quảng Đà nói riêng và cả miền Nam nói chung rất gian khổ ác liệt. Mỹ đã tăng quân số lính viễn chinh lên cao nhất hơn nửa triệu quân và cũng là lúc họ bị thất bại nặng nề buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh từ chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hóa chiến tranh. Trong giai đoạn giao thời này, Mỹ đã tập trung mọi khả năng bằng sức mạnh vũ khí. Họ đã liên tục mở các cuộc hành quân càn quét, tiến công các lực lượng ta, bom đạn, xe tăng, máy bay không lúc nào ngưng trên mặt đất và bầu trời, đất quảng. Giai đoạn này cũng là giai đoạn Mỹ tập trung đánh phá tuyến đường Hồ Chí Minh ác liệt nhất. Đặc biệt, chúng đã sử dụng máy bay C-130 vũ trang đánh phá các tuyến vận tải của ta từ miền Bắc vào chiến trường, gây cho ta rất nhiều khó khăn trong việc chi viện cho chiến trường. Để có một viên đạn, một viên thuốc vào miền Nam là ta phải đánh đổi bằng máu xương của bao người. Khu năm lúc đó đã gặp vô vàng khó khăn, đói, đau, đạn, địch là nỗi ám ảnh trong tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Có nhiều đồng chí đang ngã xuống trong khi đi tìm lá rau rừng lót bụng. Tôi đã chứng kiến hình ảnh người chiến sĩ tay cầm cây cù mèo để kéo nhành lá nhớt và anh đã gục xuống trong tư thế như vậy khi trong tay vẫn đang cầm ngọn rau nhớt có đồng chí đang nằm trên võng mà khi chúng tôi phát hiện thì anh đã trở thành người thiên cổ trong khi để lại ba lô cùng khẩu súng mà chẳng có một tí gì có thể lót lòng các cửa ranh mỹ ngụy đã chốt chặn suốt ngày đêm đơn vị tôi đói suốt cả tháng trường chỉ hút cháo loãng ngày hai lần cầm hơi để sống Bộ đội chúng tôi thời kỳ đó hy sinh trong đánh nhau thì ít mà hy sinh trong khi lên lấy gạo thì nhiều, phải mở đường máu để lấy lương thực thực phẩm. Chính sau thời điểm đó, tư lực mặt trận 4 đã đi xuống đơn vị, ông đã gặp tôi, cậu chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi nhất và khi hỏi biết ba mẹ tôi đã hy sinh, ông ôm tôi và động viên rồi khó khăn sẽ qua con ngà, ta nhất định thắng, xong càng gần ngày thắng lợi càng nhiều gian nan hãy cố gắng lên con nhé. Con có muốn nhận ông già này làm ba không? Nghe ông gọi tôi bằng con, lòng tôi biết bao hạnh phúc. Tôi đã ôm ông và gọi ông tiếng ba đầu tiên với ông. Đầu năm 1969, tôi được thủ trưởng đơn vị thông báo ngày mai chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Tôi được điều về công tác ở Bộ Tư lệnh Mặt trận 4. Và hôm sau, tôi cùng anh trợ lý chính trị hành quân từ Hoàng Tàu về Bộ Tư lệnh Mặt trận trên vùng núi Tây Đài Lộc. Tại đây, tôi được tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ ở cùng ông và đọc những tài liệu sách vở do ông giao cho và sau đó đi báo học báo vụ khi trường thông tin mở khóa đào tạo chính trong thời gian này tôi đã đọc được những cuốn sách do chính tay đại tướng gửi từ thủ đô hà nội vào cho tư lệnh trên mỗi cuốn sách có chữ ký của đại tướng đó là cuốn bộ tổng tham mưu quân đội xô viết hồi ký nhớ lại và suy nghĩ bất khuất thép đã tôi thế đấy cùng các cuốn sách về lý luận mark lenin chủ nghĩa sồi khoa học triết học mark lenin kinh tế chính trị học điều đáng nói là các cuốn sách đều có chữ ký của đại tướng võ nguyên giáp sau lời viết thân tạc đồng chí nguyễn chánh tuy không nói ra song tôi vẫn tự hỏi một vị tổng tư lệnh trong chiến tranh bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian trực tiếp ký tặng sách gửi vào chiến trường phải khẳng định ông quý và tôn trọng cấp dưới biết chừng nào nhìn chữ ký của đại tướng Tôi thật tự hào quân đội ta có một người chỉ huy tài đức vẹn toàn như vậy. Từ đó, cứ mỗi buổi tối về trong căn nhà bán âm, tư lệnh đã hỏi tôi hôm nay đã đọc bao nhiêu trang sách và tóm tắt lại cho ông già nghe sách nói cái gì, điểm nào chưa rõ thì hỏi để ông giải thích. Thế là với thời gian gần 2 tháng, tôi đã xem và nhớ khá đầy đủ những cuốn sách mà tôi đã đọc. Chính nhờ vậy mà sau này khi học ở trường sĩ quan chính trị hay ở học viện chính trị, tôi tiếp thu rất nhanh những kiến thức của các giảng viên giảng dạy tại lớp để từ đó có thời gian mở rộng nghiên cứu, góp phần cho tôi có những kết quả học tập tốt. Hôm nay, nhân ngày 7 tháng 5, ngày mà cách đây 67 năm, vị tướng quân tài ngoại có toàn quyền quyết định, thấm nhuận tư tưởng chỉ đạo của bác và bộ chính trị đã cùng tập thể bộ tư lệnh chiến dịch chỉ huy quân đội ta lập nên chiến công hiển hách tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân Pháp làm nên chiến thắng lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu, chiến thắng lịch sử điện biên phủ. Tôi viết là đôi dòng suy nghĩ chính vì kính trọng đại tướng mà với lòng ngày ấy tôi không có những cuốn sách của ông gửi vào chiến trường cho tư lệnh mặt trận 4, không thấy những dòng chữ ông viết đã ghi sâu vào tâm khảm của tôi. Nhờ vậy mà sau này khi chiến đấu hay công tác dù gặp khó khăn đến đâu dù phải đứng trước sự hy sinh gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua nhưng khi nghĩ tới bác hồ tới đại tướng tới đảng ta nhân dân ta và những đồng đội đã hy sinh tôi lại vững vàng vượt qua để cùng đồng đội đi tiếp đến ngày toàn thắng thế đó với những chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam thuộc lớp chúng tôi bác là tượng trưng của cả dân tộc còn đại tướng võ nguyên giáp là biểu hiện sức mạnh của quân đội ta của bộ đội cụ hồ ai xúc phạm bác là xúc phạm cả dân tộc Ai hợp thấp vai trò của đại tướng là về làm giảm suy yếu sức mạnh của bộ đội cụ Hồ. Nếu là người yêu nước thì nhất định không cho phép điều đó xảy ra.